Đợi cô chút, lại quên là copy cái đề vào rồi. Đây là đề gì đây? New house à. Rồi. Copy đề vào, copy đề của bạn này vào. Lần sau nhớ để đề vào cho cô nhé. Rồi, lại lượt qua đề nhanh nào. You recently spent a weekend with your friend in her or his new house. Đã gần đây bạn đã dành một cái ngày cuối tuần, một cái ngày hoặc hai ngày, tóm lại là cuối tuần với một người bạn của bạn trong ngôi nhà mới của anh ấy, của cô ấy. Và bây giờ bạn write a letter to your friend, viết một lá thư cho bạn ấy. Và trong cái lá thư này thì bạn nên thứ nhất là explain what you like about his or her new house. Giải thích tại sao mà bạn thích cái ngôi nhà mới của anh ấy hoặc cô ấy. Nói xem tại sao. Tell what you enjoy most during your stay. Nói xem điều gì khiến bạn thích thú nhất trong khoảng thời gian bạn ở đây. And suggest when and where you could meet the next time with her or him. Gợi ý xem khi nào và ở đâu thì bạn có thể gặp anh ấy hoặc cô ấy vào lần tới, đúng không? Rồi, mình bắt đầu chữa bài. Diana, I'm happy to write it in letters. Thank you. Thanks thì phải có S, hoặc nếu không thì phải thank you. Thank you cho nó lịch sự, bài nó dài. Thank you for your for thì nó phải có inviting me to your house. It's wonderful. No, rất tốt. I'm sorry for not writing to you for so long. I've been so busy working hard for the coming exam recently. Rồi, tốt. I'm going to tell you about your new house. Tôi cũng được, tôi định nói, tôi sẽ nói cho bạn về tell you about, về cái ngôi nhà mới của bạn à. Bạn ấy nhà mới của bạn rồi thì mình nói về làm gì nhỉ? Thôi. Thôi mình nói như này nhá. Cô thay cho ví dụ như là tôi rất là thích ngôi nhà của bạn đi, đúng không? Tôi không phải ăn. I really like your new house, which is the most beautiful that I ever have. Nhầm rồi, that I have ever seen. Nhìn thấy à, trước đây cũng được. Before, your color house, the colors of the house, cái màu sắc của ngôi nhà, is adorable. So adorable with blue and rose at the door. Sao màu sắc lại đa màu xanh mà lại có hoa hồng ở cửa như thế nào nhỉ? Chắc là trang trí bằng hoa hồng à? Cô cũng đang không hiểu. With blue. Thôi, viết này ngắn gọn thôi nhá. Nhà thì xong lại at the door thì nó không hợp với blue. Em muốn màu hồng thì xanh và hồng nếu có hợp không? And white đi, xanh và trắng đi nhá, cho nó hợp. Like a capture princess. Là sao nhỉ? Giống như cái hình ảnh của công chúa. Ok, câu này cô không hiểu, thôi cô xin phép xóa đi vì nó cũng hơi bị lệch lạc đoạn này. The garden have many flowers. Rồi, the garden cũng được, nhưng mình sẽ nói hơn, xác định hơn. Cái vườn ở đằng sau nhà chẳng hạn đấy. Behind the house. Chẳng hạn đấy, cái vườn đằng sau nhà thì has, cái vườn số ít nha, thì phải chia số ít ở đây. Has many flowers. Nhiều hoa thơm đi, hoa thơm ngát, aroma. Đấy, hoa thơm là aroma flower. Well, không phải what, which made me feel relaxed. Đã nhớ này cô này. Relax này nó có thể là dạng động từ hoặc tính từ. Thế thì sau feel hoặc là sau smell hoặc sau look thì mình sẽ phải để tính từ. Thế mà relax ở đây thành tính từ thì mình phải thêm ed. Tóm lại là cô giải thích nhiều như thế nhưng nhớ là feel, relax thì phải có ed nhá. With relax thế thôi. With smell được rồi, hương thơm ở phía trước là được rồi. I think we should spend. Sao lại tôi nghĩ là bạn nên dành nhiều thời gian ở buổi chiều để enjoy à? Mình đang kể lại mà, tại sao mình thích mà, thì mình sẽ nói là tôi nhớ về khoảng thời gian mà mình dành thời gian
À, tôi nhớ về cái lúc mà mình dành thời gian là buổi chiều ấy, đúng không? Để uống trà và ăn bánh đúng không? Thì thôi mình sẽ nói như này, I remember the time we spent dành thời gian này. Thôi bỏ in the afternoon đi. So spend là in nhá. Enjoying tea and eating cake. Your garden cũng được. Ok, xong nhá. Bánh ở trong khu vườn. Oh my god. We will have many we had to. Quá khứ mà đúng không? We had many story. Hoặc là hát share đi. Chúng ta đã chia sẻ nhiều câu chuyện. Story chúng ta sẽ ôi trời ơi, mình chia sẻ nhiều câu chuyện cùng nhau quá à. We have shared so many story. Đấy, thế thôi. Hoặc là interesting story, thêm vào đấy cho nó dài. Chúng ta sẽ đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị cùng với nhau quá. Đó, thế là mình thể hiện cảm xúc mình nhớ lại. Cảm thán vào đây đi, cho nó khác một chút. I'll tell you what I enjoy most during in your house, là không phải, nhớ cái cụm ở trên này. Nó nói là during your stay thì em đổi thành my stay. Bởi vì đề bài người đang hỏi là trong khoảng thời gian bạn ở đấy, thì mình sẽ nói với bạn của mình là điều mà tôi thích nhất trong khoảng thời gian tôi ở đây is the radio of muscle. Nối luôn, which is very ancient, đúng không? À, rất là cổ và gì? Độc đáo đi, and unique. Đó, cũng là một từ nữa, hai cụm từ rất là hay. Hay đi với nhau, rất là cổ và độc đáo. Rồi, hiếm. Although it is too old, it's very well. Không too nhá, quite, hoặc là very thôi. Mặc dù nó khá cũ, nhưng mà nó vẫn hoạt động tốt đúng không? Work ED ở đây. Rồi. À, sorry thôi. Để cô nói lại nào. Tôi đang nói về cái đài nó vẫn hoạt động thì mình cũng dùng hiện tại bình thường. It's work very well. Chứ không phải nói về một hoạt động em làm ở nhà bạn ý thì em phải dùng là quá khứ. Còn đây là mình đang mô tả về cái đài này đi, nó đã đang hoạt động như thế, hiện tại thì cứ cho là nó vẫn còn. Đấy, thì mình đã dùng hiện tại đơn. I love this sound. Tôi thích âm thanh của nó thì là S nha, sở hữu, có S. Âm thanh của nó. Thôi. It make me là số nhiều nó này, chủ ngữ là số ít là một, ngôi thứ ba số ít thì chủ động từ thêm S, make me think about memory in the past of the past. My grandmother used to listen to music by Marshall like you. Ok, rất tốt. I miss her so much. Can you have time? Theo cô thì đoạn này để xuống dưới, cách ra cho đủ ai ý. Để đoạn này mà kết. Thì để xem cô xem kết như thế nào. Mà tôi rất là cũng nghe thích ngành như cô. Rồi, chỗ này có thể nói là này. Thành thật mà nói. To be honest. I miss her so much. Why I am writing this letter to you. Đó. Cũng rất là thật mà cũng kết xuống dòng nó cũng hay. Nghĩa là sao? Cô xin lỗi, chưa đi. Thành thật mà nói, tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi đang nhớ cô ấy rất nhiều trong khi tôi đang viết cái lá thư này cho bạn. I am missing her. Đó, thế thôi. Viết cái lá thư này cho bạn khiến tôi nhớ lại về bà rất nhiều đúng không? Sorry lại hình cô ấy.
Thôi không dùng her đi. My grammar. Đấy, thế thôi. Can you have a time at the weekend with me? With to me. Với tôi. I want to invite you to my house. It's not as beautiful as your house. Rồi rất tốt, cấu trúc so sánh. But I want to cook a meal for you. Tôi muốn nấu một cái món ăn ngon cho bạn đi. A delicious meal for you. Meal à? Em có thể nói là nấu ăn tối cho bạn. Dinner. Xin lỗi. Cô delicious meal cũng được. Rồi. For you and we can talk more and more story. Rồi, rất là liên quan với cái bài trên đúng không? Với cái phần thân bài hope you in enjoy. Hope that you can come and join with me. Join me. Đấy. Tôi hy vọng là bạn có thể đến và tham gia với tôi nhé. Chơi cùng với tôi. I'm looking forward to hearing from you. Rachel Misson, rồi, ok.